vì sao Tô Lâm có tham vọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình của họ Tập. Đúng như các đồn đoán trước đây, ông Võ Văn Thưởng đã bị buộc phải từ chức Chủ tịch nước chỉ sau có hơn 13 tháng nắm quyền, một điều hết sức bất thường. Tờ báo Dân Trí vào ngày 20 tháng 3 đưa tin Trung ương đồng ý cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước. Bản tin cho biết vào ngày 20 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp về việc cho thôi giữ các chức vụ và nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch nước. Tờ báo Dân Trí loan tin. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Thưởng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và phải chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xét nguyện vọng và cá nhân và những vi phạm của ông Thưởng, Trung ương đồng ý để ông thôi giữ tất cả các chức vụ. Theo giới phân tích, có đến 2 chủ tịch nước bị phế truất trong hơn một năm, đồng thời tổn thất lên đến 4 trên tổng số 18 ủy viên Bộ Chính trị, 20 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương Đảng, khi nhiệm kỳ khóa 13 của Đảng mới đi được có 3/5 đường thời gian. Điều đó cho thấy chất lượng công tác cán bộ của người đứng đầu Đảng là Nguyễn Phú Trọng rất có vấn đề. Nhiều người đặt câu hỏi phải chăng ông phải chịu trách nhiệm. Những lý do khiến ông Võ Văn Thưởng bị cho thôi chức lần đầu tiên được xác nhận một cách chính thức. Trong bài phân tích của tác giả Lê Hồng Hiệp đăng trên trang Forum với tiêu đề Hai chủ tịch nước bị phế truất trong một năm, triển vọng chính trị nào cho Việt Nam? Theo đó, ông chia sẻ. Ông Thưởng được cho là có dính líu đến vụ bê bối liên quan đến nhà phát triển bất động sản địa phương Phúc Sơn, hiện đang bị truy tố về các tội tham nhũng khác nhau. Các nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy cho biết, trong thời gian ông còn giữ chức bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2011 cho đến 2014, một người thân của ông Thưởng đã nhận tới 60 tỷ đồng, tức là tương đương với 2,4 triệu đô la Mỹ thời giá hiện hành, từ Phúc Sơn được cho đã hối lộ cho ông Thưởng để xây dựng nhà thờ tổ của mình. Điều này hoàn toàn phù hợp với những đồn đoán trước đó. Vẫn theo ông Lê Hồng Hiệp, sự ra đi của ông Thưởng sẽ gây ra mối lo ngại cho các nhà đầu tư và vấn đề sức khỏe của ông Tổng Trọng cùng với nhân sự kế nhiệm chưa được lựa chọn. Có thể sẽ làm gia tăng đấu đá chính trị nội bộ trong Đại hội Đảng toàn quốc kế tiếp vào đầu năm 2026. Quan trọng hơn, điều này càng gia tăng sự e ngại của các nhà đầu tư quốc tế. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Theo giới phân tích, việc ai sẽ ngồi vào ghế nóng Chủ tịch nước mà ông Thưởng để lại có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt trong cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư thay thế cho ông Trọng đang diễn ra rất quyết liệt hiện nay. Các ứng cử viên đủ điều kiện để thay ông Thưởng bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Tô Lâm và bà Trương Thị Mai được cho là những ứng viên có đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên ở Việt Nam chưa có tiền lệ phụ nữ giữ chức Chủ tịch nước và điều này có thể trở thành trở ngại đối với bà Mai. Hơn nữa, bà Mai cũng dính đến những cáo buộc liên quan đến tham nhũng xảy ra ở tỉnh Lâm Đồng. Facebooker Hoàng Dũng đã đặt câu hỏi trên trang Facebook cá nhân rằng liệu Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận có khai với ông Tô Lâm chuyện xây nhà, mua nhà cho Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hay không? Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, một nhân vật thân tín của Tổng Trọng. Do vậy, khả năng cao là ông Tô Lâm sẽ ngồi ghế chủ nước. Điều này cho phép ông tìm kiếm một suất ngoại lệ khi ông đã quá tuổi để ở lại Đại hội 14. Dù rằng ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện tại của ông Tô Lâm là ghế siêu quyền lực. Do đó, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an thay cho ông Tô Lâm. Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc hay Phan Đình Trạc sẽ là nút thắt của vấn đề. Nguồn thạo tin từ Hà Nội tiết lộ cho Thời báo.d biết rằng hiện nay Tô Lâm không còn giấu giếm tham vọng trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, theo mô hình chính trị của Trung Quốc như Tập Cận Bình. Điều này vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng đã áp dụng. Xin nhắc lại, Bộ trưởng Công an Tô Lâm
có mối quan hệ đặc biệt và được ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức ủng hộ. Tới đây, nếu ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chính trị Việt Nam sẽ bị cột chặt thêm vào Trung Quốc, và tương lai Việt Nam sẽ ra sao thì ai cũng thấy rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm có tham vọng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước theo mô hình của họ Tập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thí Võ Văn Thưởng, Tổng Trọng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí thư lần thứ tư. Truyền thông nhà nước chiều 20 tháng 3 loan tin Ban chấp hành Trung ương Đảng đã họp bất thường, đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi tất cả các chức vụ. Đồng thời, báo chí Quốc Doanh cho biết vào ngày 21 tháng 3, Quốc hội cũng sẽ họp bất thường để miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng. Tin này chỉ là sự xác nhận lời đồn đã lan truyền nhiều ngày qua trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt khắp nơi trên toàn cầu. Theo đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phải từ chức để chịu trách nhiệm về những cáo buộc liên quan đến tham nhũng trong giai đoạn ông giữ chức Bí thư Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2014. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng của Việt Nam. Ông Võ Văn Thưởng, một nhân tố trẻ, được đào tạo bài bản và được sự nâng đỡ, dìu dắt của Tổng Trọng là điều có thật. Khó có thể bác bỏ. Bất kể gốc gác của ông Thưởng vẫn là một điều bí ẩn. Câu hỏi cha mẹ Võ Văn Thưởng là ai đến nay vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Dựa vào quá trình thăng tiến nhanh chóng của ông, theo giới quan sát, Võ Văn Thưởng thuộc diện con ông cháu cha là hạt giống đỏ. Một số đồn đoán cho rằng Võ Văn Thưởng có quan hệ huyết thống với cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, một người có quê quán gần huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, chỉ cách nhau một con sông. Nhưng không có tài liệu nào xác nhận cho điều này. Việc ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị đứt gánh giữa đường chỉ sau một thời gian ngắn ngủi ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch nước là một điều chưa từng có. Có nhiều suy đoán khác nhau về lý do ông ngã ngựa, nhưng tựu chung có ba kết quả khả năng như sau. Thứ nhất là ông Võ Văn Thưởng bị cáo buộc nhận 60 tỷ đồng từ đàn em hay người thân là Đặng Trung Hoành, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ông Hoành bị bắt vào ngày 8 tháng 3, bị cáo buộc là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn, để xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê nhà. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng ký giao cho các công trình đầu tư với giá trị cả ngàn tỷ đồng vào năm 2012. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người nổi tiếng với những thủ đoạn chính trị và lá mặt lá trái. Thứ hai là vì sự nghiệp chính trị của mình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã hạ gục Chủ tịch Thưởng để đoạt ghế Chủ tịch nước. Như vậy, Tô Lâm sẽ trở thành một trong tứ trụ để được hưởng suất đặc biệt. Khi đó, Tô Lâm có thể ngồi lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Tuy nhiên, suy đoán này cần phải tính đến trường hợp một nhân sự quan trọng khác, đó là ai sẽ ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này có ý nghĩa quyết định sự an toàn về sau của ông Tô Lâm. Đây là điều nằm ngoài khả năng định đoạt của Tô Lâm tại thời điểm hiện nay. Ông Võ Văn Thưởng được đánh giá là một nhân vật có tư tưởng cải cách, có xu hướng thân phương Tây trong chuyến thăm Trung Quốc. Vào năm 2023, ông Thưởng đã có những phát biểu khiến cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phật ý. Đó có thể là một trong những lý do ông Tô Lâm được bật đèn xanh để mà ra tay hạ Võ Văn Thưởng. Thứ ba, tuy là điều khó tin, nhưng khả năng cao sẽ là điều có thật. Theo giới quan sát, khi có tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng được đánh giá là nhân vật kế cận cho chiếc ghế Tổng Bí thư, thì nhiều ý kiến đã nhận xét rằng Võ Văn Thưởng sẽ rụng sớm. Đó là bài học kinh nghiệm rút ra từ ứng viên trước đây như Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, những người đã bị triệt hạ không thương tiếc dù mới chỉ nhằm nhè chiếc ghế Tổng Bí thư. Cần nhắc lại, trong yến tiệc vào ngày 12 tháng 12, tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Trọng đã nghẹt ngào gần như khóc và nói rằng: "Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi nhiều, nhưng mà tôi thì cũng đã già rồi,
rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ. Theo giới phân tích, ông Trọng nói muốn thì phải hiểu là không muốn. Tại sao lại như vậy? Việc Tổng Trọng không dám nghỉ hưu mà muốn chết trên chiếc ghế Tổng Bí Thư để đảm bảo sự an toàn cho cá nhân và gia đình là điều có thật. Bởi nỗi ám ảnh, cá ăn kiến rồi kiến sẽ ăn cá, và bởi ông Trọng là người gây quá nhiều thù và sẽ chuốc nhiều oán với các đồng chí của mình. Một khi nghỉ hưu, khả năng cao là sẽ bị trả thù. Cho nên việc chọn Võ Văn Thưởng kế nhiệm một phần lớn bởi lý do này. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang phải chịu rất nhiều sức ép trong đảng, điều đó có lợi cho ai? Nhưng đến lúc này suy đi tính lại, ông Trọng cũng không dám tin ông Thưởng nữa, bởi ông Thưởng đã và đang bị chi phối bởi phe chính trị miền Nam. Mà ngày 25 tháng 4 năm 2023, các lãnh đạo Cộng sản miền Nam đã nhóm họp, thống nhất ủng hộ Võ Văn Thưởng ngồi lên ghế Tổng Bí Thư. Một nguồn thạo tin nói với Thời báo chấm đê rằng không ai khác, chính Tổng Trọng là người chủ động diệt Võ Văn Thưởng để mở đường sửa đổi điều lệ đảng tại Hội nghị Trung ương 9 sẽ họp vào tháng 10 năm 2024, cho phép ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí Thư nhiệm kỳ thứ tư. Thời báo chấm đê không có khả năng xác nhận khả tín của thông tin vừa kể trên. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Thí Võ Văn Thưởng, Tổng Trọng sẽ ngồi lại ghế Tổng Bí Thư lần thứ tư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đê.